Đây là kênh YouTube chính thức của cộng đồng Cuồng Canva. Và trong cái kênh YouTube này thì tụi mình sẽ làm những cái video chia sẻ về các cái kiến thức liên quan đến thiết kế Canva, việc ứng dụng Canva vào trong cuộc sống, ứng dụng Canva vào trong công việc kinh doanh của chúng ta. Và nhất là chúng ta sẽ làm sao để mà sử dụng Canva trong cái việc mà chúng ta kiếm được tiền. Thì ở trong trên cái kênh YouTube này á, sẽ làm những cái tốt, những cái video hướng dẫn các bạn từ những cái việc mà làm sao để nhận tài khoản, từ làm sao để mà có tài khoản Pro, từ làm sao để mà chúng ta có thể là làm những thiết kế và bán những cái thiết kế đấy như thế nào, làm sao để mà kiếm được tiền từ những cái kỹ năng mà chúng ta học được ở trên cái kênh này. Và chúng ta sẽ có một cái cộng đồng có tên là Cuồng Canva tặng tài khoản 1.000 năm. Cái cộng đồng này là cộng đồng mà mình xây dựng ra với cái mục tiêu đó là làm sao để mà tặng các cái tài khoản Canva Pro cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc là các bạn mà chưa có điều kiện mua cái bản trả phí mất tiền đó, để các bạn có cái cơ hội để mà trải nghiệm và sử dụng cái phiên bản cao cấp của nó là bản Pro đó, mình ứng dụng trong cái việc mà học hành cũng như là làm việc, nghiên cứu. Và chúng ta sẽ có một cái fanpage có tên là Cộng đồng Thiết kế Canva, là cái nơi mà mình sẽ truyền thông, tức là đưa ra những cái thông tin, tin tức về cộng đồng chúng ta ở trên cái fanpage này. Và cũng là cái chỗ để các bạn nhắn tin và các bạn hỏi đáp cũng như là nhận các tài khoản Canva Pro. Đấy, nếu bạn nào mà muốn mua tài khoản dùng riêng thì cũng có thể là nhắn tin trực tiếp vào trong cái fanpage đấy. Chúng ta sẽ có thêm một cái blog nữa có tên là cuongcanva.com. Thì ở cái blog này á, thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức cũng như là viết những cái bài nội dung liên quan đến Canva, là một cái blog mà mọi người tâm sự chia sẻ những cái nội dung về Canva của cộng đồng. Về tài liệu học tập, chúng ta sẽ có cái trang đó là tài liệu.cuongcanva.com. Ở trên này thì bọn mình sẽ tổng hợp cũng như chia sẻ các cái kiến thức và viết những cái nội dung liên quan đến việc mà thiết kế cũng như là cái việc mà sử dụng cái phần mềm Canva là như thế nào, nhằm giúp đỡ anh em nào mà mới chưa có cái kiến thức thì chúng ta sẽ không cần phải đi mày mò tìm hiểu đâu, mà chúng ta sẽ có luôn một cái khu vực dành riêng cho các bạn mới, đó là tài liệu.cuongcanva.com. Ở đây thì ngoài cái những kiến thức mới thì cũng có những kiến thức khá là chuyên môn để các bạn có thể là ứng dụng vào trong những việc như là thiết kế các cái template Shopee này để chúng ta bán này, hoặc là chúng ta làm những cái mẫu như là logo, banner, rất là nhiều thứ. Chúng ta cũng sẽ có thêm một cái nữa gọi là từ điển canva.com. Cái từ điển Canva này là cái chỗ để chúng ta đưa, tức là trong khi mà thiết kế Canva thì cái điều quan trọng nhất đó chính là các cái từ khóa, những cái từ khóa nó tìm những cái element để chúng ta đưa vào trong những thiết kế chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta biết được những cái element nào là cái đẹp, cái phù hợp với lại cái thiết kế của mình, là cái mà mình đang tưởng tượng trong đầu mình đang đi tìm á, thì nó khá là khó. Thế nên là bọn mình làm ra một cái trang có tên là từ điển canva.com để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và research cũng như là tìm những cái element nào mà mình cảm thấy ưng ý. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái trang gọi là trang trí shop.com. Và cái trang này thì là dành riêng cho các bạn nào muốn bán cái template của mình, thì chúng ta sẽ lên trên đó tạo tài khoản và chúng ta có thể là đăng những cái thiết kế mình trên đấy. Bên mình thì cộng đồng khá là lớn từ Shopee và trải dài lên các cái lĩnh vực kinh doanh online. Thế nên là cái tệp khách hàng khá là lớn, các bạn có thể lên trên đó, các bạn list sản phẩm lên, link những cái template mình lên trên đó và có thể là bán được nó. Ngoài ra thì vẫn có chức năng affiliate để giúp các bạn nào mà không có thiết kế được nhưng mà có cái tệp khách hàng thì chúng ta có thể là kiếm tiền. Và bây giờ thì bọn mình mở thêm cái kênh TikTok của Cuồng Canva cũng như là kênh YouTube của Cuồng Canva để phục vụ các bạn, cũng như là làm thêm các cái hướng dẫn dạng video cho các bạn. Thế nên là nếu mà các bạn thích Canva, các bạn thích kiếm tiền từ Canva và những cái ứng dụng xung quanh Canva, và thậm chí là có thể là những thứ liên quan đến việc mà thiết kế, các bạn có thể là follow kênh YouTube này để có thể xem được những cái video, những cái hướng dẫn của bọn mình. Và Canva, cộng đồng Cuồng Canva là cộng đồng của tất cả mọi người chứ không phải là cộng đồng của riêng mình. Thế nên các bạn hãy đóng góp những ý kiến của mình ở dưới phần comment cũng như là trên cộng đồng của Canva nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.